Sáng nay, Quận ủy Hải Châu hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết đại hội đảng bộ quận Hải Châu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, vượt qua nhiều khó khăn thách thức, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Quận ủy Hải Châu đã đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tiến độ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ quận đề ra. Đến nay, Đảng bộ quận đã hoàn thành 11 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao. Đáng chú ý, trong cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm 91,64%, công nghiệp xây dựng chiếm 7,91%, nông nghiệp chiếm 0,45%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng bình quân 14,5%, tổng thu ngân sách theo kế hoạch giao tăng bình quân 17,35% một năm, đạt hơn 2.241 tỷ đồng, giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được thường xuyên quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 272 đảng viên mới, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nhất là trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Quận ủy Hải Châu tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục kiên trì và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ mà trọng tâm là triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kết luận số 21 và kế hoạch số 45 của Thành ủy, quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và thường xuyên theo dõi, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh xử lý cán bộ đảng viên có vi phạm, tiếp tục quán triệt và tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, duy trì nề nếp về tiếp công dân và đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy chính quyền. Tôi đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo và những kinh nghiệm, kết quả, cách làm hay đã đạt được và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại nghị quyết đại hội lần thứ 6 của Đảng bộ quận, phấn đấu phát triển quận theo hướng hiện đại, kiểu mẫu về trật tự đô thị, kinh tế phát triển tương xứng với vai trò làm quận trung tâm của thành phố. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Quận ủy cần tập trung nghiên cứu xác định hướng đột phá về phát triển kinh tế quận, quyết tâm phát triển quận Hải Châu trở thành quận thông minh, hiện đại, xứng tầm đô thị trung tâm của thành phố Đà Nẵng.